Xin chào Lucy, xin chào bà chủ. Hôm nay mình đi đâu ấy nhỉ? Hôm nay là mình đi ăn nhá. Chỗ này là nổi tiếng, ở đây là họ bán cái sườn heo nướng đặc biệt ở đây, rất là nổi tiếng. Tính ra khoảng 50 năm đó mẹ. Thành lập rất là lâu rồi đó. Nên hôm nay rất đông nha mọi người đó. Xe này đó. Bữa kia ở ngoài đây là ngồi được ở ngoài nha. Thích lắm. Mình hay đến đây ăn vào cái ngày cuối tuần. Chạy từ nhà xuống đây là khoảng 40, cũng khoảng 50 phút một tiếng ấy. Cậu phải đó. Cái vườn này đẹp không mẹ không? Đó. Đó. Rất là mát nha. Hôm nay thời tiết thì khá là, cũng khoảng như Việt Nam mẹ nhỉ. Khoảng 36-37 độ ấy. Nhưng mà ngồi dưới cái bóng cây này rất là mát nha. Lucy ơi, càng nói xin chào. Lucy mới ngủ dậy ấy. Lucy ơi, con chào, xin chào chưa? Con đã nhìn thấy bạn nó ngồi bên kia kìa. Kiểu Lucy xin chào chưa? Ơi rồi, mặt xị ra đấy. Xin chào mọi người. Đang chờ bố chép và em Lu, và em Jayden đi mua đồ ăn. Ngoài đây ngồi rất là mát mẻ ha mẹ ha. Tí nữa sân mình sẽ đi nhiều chỗ quanh đây, cho mẹ biết là bên đây nó nhiều chỗ đi lắm. Chị gửi phải có sức khỏe mới đi được em mẹ ha. Cưng quá. Đấy, hôm nay là bố chép mua đồ ăn nè. Này gà nướng nè. Này là sườn nướng nè. Đó, còn các bé nó ăn cái này nè. Thịt gà. Gà chiên. Nó ở đây là chỉ có vậy thôi mẹ. Đây này nhiều rồi. Trực tiếp trong ngày đúng không? Đông mà. Lucy ngon không Lucy? Lucy nói ngon. Cái nhìn bên kia kìa. Nhìn cái đứa bé bên kia. Nó ngon, cái bạn bên kia nó thích chơi á. Mẹ cái này đặc trưng ở đây rồi mẹ nè. Mấy cái bắp nó chiên ăn thử đi. Ăn thử. Cay cay thì chấm cái nước sốt của nó, không thì nó cho sẵn là rồi mẹ. Rất là ngon. Thử có bên này thì ăn thấy ngon không? Con nói làm sao? Ngon. Ở đằng nhai đây. Nó sườn đấy ngon mẹ ăn đi. Rất ngon. Bố chết thì ăn thịt thôi, mình ăn cảnh. Cái sườn Việt Nam chỉ có thích ăn sườn mẹ. Hết thịt. Ngon chưa? Ngon không chê ạ? Chê anh trả lời sao? Ngon. Có một ạ. Hai bộ chép. Ngon. Mammy Shark. Lucy Shark. Lucy Shark. Lucy Shark. Baby Shark. Jayden Shark. Lucy Shark, Lucy Shark, pew 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 pew, Shark nhảy đi, lắc lư về lắc lư về. Ôi ôi Lucy cột tóc kìa, ai đấy, ai được cột tóc đẹp thế? Chơi lúc cái Lucy hè, cưng chưa? Cột tóc nhìn như là một cô gái lớn lắm luôn mẹ nhở. 2 tuổi mà cứ tưởng như 5 tuổi. Ôi nó vậy, tóc nó cưng chưa? Ôi hơi quanh quanh đó chứ. Cô gái ơi. Go to where? I'm going to get the pin. You want to the pin? You're gonna go to the pool? Look at that. Trời nó lớn, nhìn cái tấm này nó để nó lớn ghê á, cái cột tóc lên. Lucy à. Cưng nhỉ.
Ê, giống đi. Con nét giống thằng Đạo ngày xưa mẹ ơi. Tròn xe luôn, y chang Đạo. Ừ, tấm đấy y chang Đạo ha. Ngã rồi con. Cười cái. Mình đi vào cái Williamsburg nè. Mình sẽ đi ăn bánh này. Em Lucy ăn bánh nè, macaron nè. Chơi đến với Daddy nè. Yummy. Đấy bà chủ này, cái bánh này này ngon rồi nè. Nhỏ nhưng mà ngon nha. Nhỏ mà có vỏ nha, mở ra đi. Bố chép ăn scone, cà phê nè. Bố sẽ cái ambulance ở đây ta. Cái xe cấp cứu rồi đây đó. Con này là nóng quá hay chịu không được. Hôm nay hơi nóng nha. Khá nóng luôn đó. Chỗ này mình mê đến đây á. You want to eat more? What's that? Ice cream? Ăn kẹo à? Đấy, để mua kem cho con đấy. Hôm nay trời nắng nhỉ? Nắng nóng luôn. Ngồi cái cây này nó cũng được nó đỡ. Hey Lucy, where you at? Lucy? Where you at? Lucy đang ở đâu nhỉ? At the pool. At the beach. Yorktown beach, Lucy. Little beachy. Hi Lucy, go stay next to Daddy, Lucy. Hi. You wanna go water or not? Oh, you sit here and play sand. Here, the sandbox. Có một cái biển nhỏ xíu xíu vậy đó. Thật ra nó là cái sông thôi. Đó, chưa lần chưa gì đã làm kết bạn với bé rồi đó. Hi Lucy. Hi Daddy. Đang chơi the cat. Bà đang trên kia. Bà trên kia tại vì nắng quá. Đó, bà đang ngồi một mình. Nắng. Jayden, hi JD. Lucy chơi với anh Jayden kìa. Lucy sợ nước. Yeah. Này nó là sông mà họ cắt ra nó thành biển vậy. Gọi là biển nhân tạo. Họ đến họ tắm gì nữa. Thế là coi không mất tiền là sướng. Không mất tiền sướng. Đúng không? Không mất tiền là sướng. Chào cô gái, chào cô gái Việt Nam. Cô gái Việt Kiều Việt Nam. Đằng sau mẹ là một cái cầu vồng rất là đẹp luôn nha. Rất xinh luôn mẹ ơi. Đẹp lắm nha, càng ngày nó càng đậm càng xinh nha mẹ. Ồ, xinh chưa? Rainbow. Dễ thương ha. Mình nói nó có cái cây cầu vồng nó chạy ra. Ôi cầu vồng, cầu vồng. Ôi cầu vồng đẹp chưa này. Cầu vồng rất đẹp luôn nha. Bà gọi bố chép với em Lucy. Cái chê là mấy em đang chờ dưới đây nè mọi người. Đó. Chỗ này là tí nữa sunset mọc lên hả. Mặt trời mọc lên rất đẹp. Hey guys, Jay, you see rainbow? Right there, see? Right there. You see it? Yeah, see? I see it, boy. That's beautiful. I just got follow the rainbow, maybe there's gold at the end. Đấy, đây là một con bơ làm quen với bạn rất là nhanh. Lucy see rainbow? Right there, Lucy. Lucy, nhìn bên này nè con. Right here. You see?
Yeah, Lucy, did you see rainbow? Lucy, look at mommy now. Hands up, Lucy, hands up. High five, yay! Xinh quá. À, cầu vồng đẹp chưa? Lâu lắm rồi mới thấy cầu vồng nữa. Nói các bé nó đang chơi nước. Mấy bé nó nghịch. Chơi hàng ở các bạn mấy bé dễ thương nghe. Lucy chơi nước à? Oh, I see seaweed, Lucy. That's seaweed. Lucy, this is seaweed. Cẩn thận Lucy ơi. Chân con không có chơi vào nước nha, chân bị đau. Đấy, mấy bố con đang nằm chơi. Đây là đang chơi. Nắng. Nắng quá nắng rồi. Ừ, cầu vòng đi sang bên này rồi nè. Càng nhìn kỹ là càng đẹp ha. Đẹp quá. Đẹp luôn. Hồi nãy là chưa thấy đâu, bây giờ nó đi qua bên này rồi nè. Đó. Đi bộ qua đây đi mẹ. Đi bộ với mẹ sang bên đây. Ba bốn con đang ngồi chơi đây nè. Cưng chưa? Kỷ niệm bên này là cái lighthouse. Đằng sau là ngọn hải đăng. Đó, hai mẹ con đang đi bộ qua đây. Cái thuyền này cũng đẹp mà. Buổi chiều khoảng sợ 8-9 giờ. Trời lặng mà đẹp ơi là đẹp. Mẹ đang ở đâu đấy? Gọi ăn nào trên trời? Mày đi qua đây. Đó, hôm nay mình đi dạo, mình đi lên đây để mình ấy. Mình đi ngắm cảnh, chụp hình, làm kỷ niệm. Nó xinh chưa mẹ? Ở đây đây đẹp lắm nha. À, buổi tối á, cái đèn đấy mẹ. Đó. Cái em chim nè. Chỗ này rất là đẹp nha mọi người. Đó, cái cầu này nè. Trung tâm ở đây đấy. The Yorktown đó là đặc trưng. Cái nhà hàng này nổi tiếng ở đây nè. Lâu rồi. Đi qua đây. Chụp cái chữ Love là nổi tiếng ở Virginia nè. Có chữ Love. Yeah, Virginia of Love đó. Đó, mẹ đi qua đây. Ủa, tấm này là quá đẹp luôn nha. Đầy đủ luôn á. Vừa cầu vừa nhà hàng nè. Và mẹ mình luôn. Rất xinh. Đặc trưng của. Quá đẹp luôn mẹ ơi. Đó, đi sang đây. Cái hoa cẩm tú cầu này lên nó cũng đẹp lắm. Nhưng mà nó hình như nó cũng bị ấy rồi. Hơi héo héo rồi. Đi xem đây nó có cái cầu thang, cái ấy nè. Đó. Đây rất là xanh tươi và đẹp. Cổ tính, cổ kính lắm. Đó, mấy cái hoa đẹp chưa nào. Đó, có cái fountain là cái thác nước nhỏ xinh xinh đằng trước của cái nhà hàng này. Rất là xinh. Đẹp quá, nước đẹp ha. Quá đẹp luôn. Đó. Cái nhà hàng rất là nổi tiếng ở đây. Cái cột kính ha. Đây mình đi xuống cỏ cẩm tú cầu rất là đẹp nha. Ở đây họ làm cái vườn rất là xinh ha. Mình nhìn nè. Cái fence này cũng dễ thương ha. Cái hàng rào á. Hàng rào này nó có hoa mẹ. Ủa đẹp quá mẹ, mẹ đứng đây đi. Trời ơi, chỗ này quá đẹp luôn mẹ ơi. Xinh lắm. Cái hoa này đẹp ghê. Mình đi sáng xuống đây là sẽ đi qua cái cầu. Đằng dưới chân cầu mọi người. Hoa đẹp hơn, cái mấy cái nhà này cũng đẹp nè. Nó cổ kính á. Mấy em chim này dễ thương chưa? Mấy em chim. Xinh chưa? Quá xinh.
chưa? Chim kệ bằng vượt hót. Ôi xinh chưa? Xinh nhỉ? Careful. You want me to show you where they are? What you got, Lou? I got my stinky jellyfish. Con sứa, con có con sứa. Con sứa. Lucy nói con sứa. Guys, look at mommy. Cheese! Yay! Cutie pie. What's that? That's me. Lucy, come here. Mommy, when you were out, out here, my friends were actually playing. Yeah. I actually went underwater. You sure? You did? Trên này em có đi xuống nữa. You wanna go play sand? Yeah. We'll play sand with Jaden, Lucy. Thank you, Daddy. Look at it. Ôi, cây này đẹp chưa? Mình đang đi bộ mọi người ơi. Mà cái cây nó đẹp quá. Tập thể dục 1, 2, 3. Đi chơi không qua nhiệm vụ nha. Đi chơi là vẫn phải tập thể dục nha. Tập thể dục từ lúc xa đến giờ luôn. Nó không ngừng ngày nào. Không nghỉ ngày nào. Hi Lucy nhỉ? Hi Lucy. Hi Lucy, hai bà chủ. Hai bà cháu cưng quá. Lucy đã xin chào mọi người. Đúng rồi. Xin chào mọi người. Chưa see you later. Lucy cứ quen là xin chào tạm biệt luôn. Chào mọi người. Dạ. Vui chơi của các em đây nè. Pew pew. Hello. 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 Look at mommy, Lou. Cheese. Say see đi. Công chúa đâu? Công chúa để tay thế nào? Công chúa để tay thế nào? Mới chạy đi không? Bà đang đi bộ bên kia. Yeah. Đúng rồi. Con uốn éo giỏi chưa nè? Cheese. Cười cái. Cưng quá. Đấy, con tập cái này nè. Hai tay con ấy này. Hít xà đơn, yeah, hít xà đơn. Hít xà đơn, giỏi chưa? Yeah, bà đi bộ. Đi bộ rất là nhanh. Bây giờ là gần 8 giờ, 7 giờ 45. Mà trời vẫn còn sáng lắm nhá. Super high to the sky. Ngày hôm nay là lần này ngày thứ ba anh luyện đó. Mà anh khá là chuyên nghiệp rồi. Mình bố cho em đi xuống từ trên xuống dưới này. Lucy stand over here. No. Ooh, Jaden so fast. Nói là sao? Con yêu bà chủ. Yêu bà chủ. Ừ, yêu bà chủ đấy, nó đủ cho bà chủ đấy. Bà yêu cháu nha. Yeah. Em đủ năng rồi cưng quá. Yeah, mạnh lên. Chạy ra chỗ trễ rồi. Ok, đến 8-9 giờ rồi nhỉ. Cảm chào
Yeah. Ui, careful, 9 giờ tối rồi. Hẹn mọi người video tiếp theo, vui quá. Bye bye. Tạm biệt mọi người.